Nhớ rằng hôm nay mình lấy người ta có một đồng thôi, nhưng mà mai kia mốt nọ chúng ta trả cho người ta tính hàng ngàn đồng nè. Ở nhiều tiền kiếp nó nhiều như vậy đó. Để làm chi? Khi hiểu được cái tính chất của luật nhân quả này rồi, chúng ta sẽ răng chừa đồng đạo. Nên nhớ rằng hôm nay mình chỉ gieo có một hạt ớt thôi, mà quý vị biết cái một hạt ớt của mình làm cho cả xóm này đều cay, phải không quý vị? Bởi nó đẻ ra quá nhiều trái ớt cho nên cả xóm cay, không phải là mình nên mình cay đâu. Cho nên hảo nào mới có câu là con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Vậy cho nên dù rằng chúng ta gieo một cái nhân ác rất là nhỏ, nhưng mà mình chịu cái quả ác phải nói rất là lớn, không thể nào mà miễn, không thể nào mà chúng ta có thể là tính toán cho nó cho hết. Vậy thì hôm nay theo sự phân công thì giờ này chúng tôi sẽ gặp gỡ với quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua một số nét về cái luật nhân quả. Thì quý vị biết rằng luật nhân quả, nói đến luật nhân quả là chúng ta đều biết ngay. Thì đây là một cái thuật ngữ rất là quen thuộc trong cái lĩnh vực người tu của mình. Như vậy thì chúng ta cũng phải tìm hiểu nhân quả là gì, về tam thế nhân quả và một số tính chất về luật nhân quả mà liên quan trực tiếp trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy đã dạy. Vậy thì mình biết rằng cái nguồn gốc luật nhân quả thì nó xuất phát từ vô thủy. Bởi vì đây cũng có thể nói rằng là một cái định lý chung, tức là gọi là định luật của tạo hóa, của thiên nhiên. Đức Phật ra đời Ngài mới nhắc lại cái định luật đó, tức luật nhân quả Đức Phật nhắc lại cho chúng sanh thấy rõ rằng sống ở đời không thể nào thoát khỏi định luật đó. Và hôm nay thì Đức Thầy chúng ta cũng nhắc lại một đoạn trong quyển Phiến Thiện mà Ngài cho biết rằng luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Như vậy thì nhân quả là gì? Ở đây chúng tôi xin phân tách gồm có hai phần. Nhân là hạt giống, quả là trái bông. Có nghĩa là khi mà chúng ta gieo giống chi thì mình sẽ hưởng được cái quả đó. Quý vị gieo hạt ớt thì mình hưởng được trái ớt. Chúng ta trồng hạt dưa thì hưởng được quả dưa. Chứ không bao giờ mà chúng ta gieo hạt ớt mà hưởng được quả dưa bao giờ, thì điều này không thể nào có. Vì vậy cho nên trong kinh có câu là chủng hoa quần đắc hoa, chủng đậu quần đắc đậu. Nghĩa là chủng hoa, trồng hoa thì được hoa, trồng đậu thì được đậu. Mà Đức Thầy cũng cho biết rằng trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Thì đó là cái ý thứ nhất về nhân quả. Ý thứ hai, nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Sau khi chúng ta trải qua một cái thời gian, cái nguyên nhân là cái buổi ban đầu phát khởi, và kết quả là những cái mà đạt được sau cái nguyên nhân đó. Thí dụ giờ hôm nay chúng ta có một cái quy trình mình làm lúa chẳng hạn, thì cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta gieo giống, rồi mình áp dụng những cái phương thức chạy nước, bón phân, phun khúc cỏ, phun thuốc sâu, thuốc trừ rầy vân vân. Thì trong một tiến trình đó thì cái kết quả sau cùng thì chúng ta sẽ đạt được là một cái mùa lúa bội thu. Vì vậy cho nên ở đời này phàm làm việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó cả quý vị à, chứ không phải đang không. Cho nên ngày xưa thì khi nói về một vị hiền triết mà Đức Phật có kể lại, tức là một cái bài học đáng giá ngàn vàng đó. Phàm làm việc gì cũng phải đều nghĩ đến cái kết quả của nó. Thì đó là cái định lý của nhân quả đó, tức là cái nguyên nhân và cái kết quả. Như vậy thì hôm nay chúng ta cũng hiểu mình tu là cái nguyên nhân, hôm nay chúng ta tu thì kết quả như thế nào. Và nếu như chúng ta không tu thì kết quả ra sao, thì chắc có thể rằng đó là những cái mà chúng ta đã hiểu. Vì vậy cho nên ở trên thế gian này thì mình thấy rất rõ, ở trên đời kẻ thấp người cao, thì chúng ta thấy rằng ở đời không bao giờ đồng đều với nhau. Người thì quá giàu, người thì quá nghèo khổ, người thì quá đẹp, người thì quá xấu, người thì thông minh đỉnh đạt, người thì quá ngu dốt tối tăm. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, tại sao đồng với nhau là con người, đồng với nhau là Phật tánh, đồng sống với nhau trên cái quả địa cầu này, mà tại sao có những cái sự phân chia khác biệt như thế? Thì những cái sự phân chia khác biệt đó gần như không ai có thể nào chối cãi được. Bởi vì đó là một cái định lý chung, đó là luật nhân quả. Cho nên trước đó mình đã gây tạo cái điều nào đó, cho nên trong cái hiện tại này thì mình phải hưởng một cái quả vị tương đương với những gì chúng ta đã gây tạo trước đó. Mà mình thác sanh trong cảnh giới thiện, trong cảnh giới ác, trong cái cảnh giàu sang, trong cái cảnh nghèo khổ, vân vân và vân vân, thì hoàn toàn đều do cái định luật nhân quả chi phối. Như vậy thì cái tiến trình đi từ nhân đến quả, nó có gần, nó có xa, nhưng tụ trung lại hoàn toàn do nhân duyên. Nhất định gieo nhân thì nhất định sẽ có quả, chứ không bao giờ mà gieo nhân mà không có quả. Điều này rất là tất nhiên.
Vì vậy cho nên Đức Phật cho biết rất rõ là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả nan tàn. Có nghĩa rằng thiện ác, làm lành hay giữ gì đều có báo ứng, dầu có cao bay xa chạy nhưng không thể nào tránh khỏi. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới xác định một đoạn là suốt cổ kim chẳng lọ một ai, tức là luật nhân quả thật là cao diễn. Suốt cổ kim chẳng lọ một ai, có nghĩa là dầu rằng chúng ta có cao bay xa chạy cỡ nào, đời đời kiếp kiếp, nhưng mà khi nhân duyên hội đủ đâu thì nhất định mình sẽ hưởng một cái quả đích đáng giống như những gì mà chúng ta đã gieo. Về cho nên trong kinh mới có câu là dục tri kỳ thế nhân, kiến kỳ hiện tại quả, dục tri hậu lai quả, kiến kỳ hiện tại nhân. Có nghĩa rằng nếu như mình muốn biết được cái nhân xưa chúng ta làm gì thì quý vị xem cái quả hiện tại. Thí dụ bây giờ chúng ta cái quả hiện tại mình là người tu, là những cái người làm lành, những cái người làm việc từ thiện, những cái người chuyên về kinh sách, thì bấy nhiêu thì chúng ta cũng hiểu được cái nhân của kiếp trước mình đã làm gì. Và mình muốn biết được cái nhân sau, tức là tương lai chúng ta làm gì, thì ngay bây giờ, tức là mình muốn biết được cái kết quả sau này chúng ta sẽ trở thành cái gì, vui hay là buồn, thì mình phải nhìn vào cái nhân duyên hiện tại, những cái mà chúng ta đang gây tạo, dung bồi ở tại cõi thế gian này, đó là những cái nó quyết định ở tương lai sau này. Vì vậy cho nên trong kinh mới cho biết rất rõ là như thế. Như vậy thì nếu nói nhân quả thì mình phải hiểu đến gọi là tam thế nhân quả, tức là gồm có hiện báo, rồi sanh báo và hậu báo. Thì ba điều này nó có một cái móc xích luôn luôn gắn chặt với nhau trong cái định lý nhân quả. Vì vậy cho nên hôm nay nếu hiểu về nhân quả mà chúng ta không hiểu được nhân quả ở quá khứ, nhân quả ở hiện tại, nhân quả vị lai, thì là một điều rất là thiếu sót nếu nói định luật nhân quả. Như vậy thì nhân quả ở quá khứ thì theo nhà Phật gọi là hiện báo, tức là những cái chúng ta đã gây tạo ở trước đó hôm nay mới bị báo ứng. Vì vậy cho nên sống trong cái cuộc đời, trong xã hội này, đôi khi mình gặp những cái chuyện phiền não, buồn phiền, gặp những cái tai nạn đến với mình dập dồn, thì phải nói rõ rằng những cái điều đó là đều do chúng ta có gây tạo ở trước đó, ở tiền kiếp. Giống như cái trường hợp của vua Lương Võ Đế, dù rằng ông ta tạo chùa chiền khắp cả nước tu hành, nhưng mà cuối cùng thì chịu một cái quả báo là chịu chết đói trên thành cao. Thì đây cũng là thuộc về quá khứ nhân quả. Bởi vì ở tiền kiếp khi ông còn là một lão tiều phu thì ông đã dốc lòng để sát hại một con khỉ, vì con khỉ này đánh cắp cái phần cơm của ông đem theo đi ăn trong lúc ông đi đốt củi. Vì đánh cắp quá nhiều lần cho nên ông tức giận quyết lòng giết con khỉ này cho được. Tức là phải nói rõ rằng giết mà với một cái tâm là cố ý đó, chứ là ác độc, lùa con khỉ, đánh đuổi con khỉ bí lối rồi nó mới chạy vào hang, và cuối cùng ông ta dùng một cái ý độc, tức là liếp miệng hang cho con khỉ chết đói trong đó. Thì quý vị thấy đó là cái nhân tiền ở tiền kiếp, cho nên trong cái kiếp hiện tại thì con khỉ nó theo nó đòi nợ. Vì vậy cho nên nó mới là biến thành một vị, trở thành một vị quân sư hầu kiển, và chờ khi cái cơ hội thuận tiện, cái nhân duyên đến thì nó đến nó đòi mạng, cho nên cuối cùng thì nó dụ ông lên đài cao và cuối cùng đóng kín cửa và không cho ông, không cho ăn uống gì cả. Nó giống như cái trường hợp mà ngày xưa ông đã nhốt nó ở trong hang, hôm nay thì nó nhốt vua Lương Võ Đế trên thành cao, cấm không cho quân sĩ đem cơm cho ăn, và cuối cùng ông cũng phải chết đói. Cho nên thì chúng ta thấy rằng hôm nay Đức Thầy đã diễn luận rất rõ. Như vậy thì cái tiến trình này sở dĩ mình cũng phải đặt vấn đề, sở dĩ Lương Võ Đế trả cái quả ở tiền kiếp gọi là hiện báo là do ông không tu hành tinh tấn, cho nên không có đoạn trừ được cái nghiệp chướng này. Nó cũng giống như cái trường hợp của tức là Trí Huyền Ngộ Đạt đó, mà quý vị biết ở trong sử lược có ghi rất rõ đó. Dù rằng đã trải qua 10 kiếp, khi mà trở thành quân sư Trí Huyền Ngộ Đạt, quốc sư Trí Huyền Ngộ Đạt, sống trong cái thời của vua Trần Nghĩ Tôn, thì lúc bây giờ phải nói rõ là một cái thời thái bình, và Trí Huyền Ngộ Đạt là người rất là thông tệ. Đáng lẽ ra nếu như ông tu hành tinh tấn thì chắc có thể rằng không có bị gì cả. Nhưng mà vì một phút, tức là khi mà vua Đường Nghĩ Tôn tặng cho ông một cái ghế trầm hương, thì vì một phút ông lạc lòng, lúc bây giờ tâm ông móng khởi theo danh lợi. Giống như mình nói nôm na, lúc bây giờ tâm ông là cống cao ngã mạn, bởi vì vua rất là trọng dụng ông. Phải nói rõ là trong một cái triều đình lúc bây giờ là không ai bằng ông, cho nên cái tâm móng khởi vì ngã mạn đó mà nghiệp trải dài 10 kiếp nó xâm nhập vào ông, và nó biến cho cái chân ông thành một cái vết ghẻ tròn, và theo trong sách gọi tên đó là nhân diện sang.
thì cái vết ghẻ nó hành hạ ông một thời gian rất là đau đớn. Và cuối cùng ông phải nhờ đến một cái vị gọi là Anaka, tức là tôn giả Anaka. Ông ta có một cái bát công đức, tức là dùng để chuyên trị cái tưới để cho dẹp tắt, làm lành cái vết ghẻ này. Như vậy thì sau đó thì Chí Quyền Ngô Đạt mới đến gặp tôn giả Anaka. Và khi mà chuẩn bị để dùng nước bát công đức để cho làm lành cái vết ghẻ, thì lúc bấy giờ đó ông nghe một cái tiếng văng vẳng bên tai: này Trí Quyền Ngộ Đạt, ông là người rất là thông tệ, chắc ông rành về Tây Hán Thư. Thì lúc bấy giờ Trí Quyền Ngộ Đạt trả lời rằng: tôi rất rành về Tây Hán Thư. Thì tiếng vang vọng bên tai mới nói tiếp rằng: ông có còn nhớ cái tình tiết của Viên Án và Triệu Thố không? Thì Trí Quyền Ngộ Đạt nói: nhớ. Tôi nói cho ông biết, tôi tức là Triệu Thố, ông là Viên Án. Cách đây 10 kiếp, vì cái sự ích kỷ cá nhân cho nên ông xàm tấu vua Cảnh Đế đem tôi ra pháp trường xử trảm. Cũng vì cái dự vấn đề chết quan này cho nên trải qua 10 kiếp tôi theo để phá ông. Nhưng mà vì ông tu hành tinh tấn, giữ giới tinh nghiêm, cho nên tôi không có thể nào mà đột nhập vào hại ông. Cho nên vừa qua vì một phút lòng ông bị lạc, cái tâm nhân ngã ông khởi lên phạm vào giới luật, cho nên tôi mới đột nhập và thành cái vết ghẻ để hành hạ ông trong thời gian qua. Nhưng nhờ mai thai đêm hôm này chúng ta gần gũi với tôn giả Anaka, ông ta đã thuyết luận cho chúng ta hiểu về lý nhân duyên, cho nên giờ này nhân duyên tôi với ông đã hết. Vì vậy cho nên thôi chúc cầu cho Trí Quyền Ngộ Đạt mau tu hành thành chánh quả. Thì sau khi cái tiếng văng vẳng bên tai đó xong, thì lúc bây giờ vị Tiểu Đồng, tức là đệ tử của tôn giả Anaka, mới dùng một nước bát công đức mới rửa cái vết thương, vết ghẻ ở chân, tức là cái vết ghẻ nhân diễn sang đó, thì làm cho Trí Quyền Ngộ Đạt trở lại bình thường. Nên là chúng ta thấy rằng đây là một cái mẫu chuyện Phật giáo để thấy rõ luật nhân quả nó trải dài suốt 10 kiếp như vậy đó, nó vẫn còn báo ứng. Vậy thì hôm nay trong quá trình tu hành, quý vị nên nhớ lại, chúng ta chắc có thể mình cũng thường gặp cái hoàn cảnh giống như cái trường hợp của cô Hai Gương Cần Thơ đó, mà Đức Thầy cho biết rằng: thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con giải dầu, nhưng nổi tiền khiên dai lắm nợ, đời này chả dứt mới mong cầu. Như vậy Đức Thầy đã xác định rất rõ với cô Hai Gương Cần Thơ, vẫn biết rằng trong hiện tại mình là người tu, nhưng mà những cái tiền khiên, tức là những cái oan trái lỗi lầm mình đã gây ở nhiều tiền kiếp trước, gọi là tiền khiên, mình đã dai lắm nợ rồi. Cho nên trong kiếp hiện tại này phải đền trả những món nợ đó thì mới mong cầu về đến cõi Phật, hay còn gọi một cách nôm na đó là chúng ta đền trả nợ đó. Như vậy thì hôm nay trong quá trình tu hành, thí dụ mình có bị nghiệp nó khảo đảo, dù rằng trong cái buổi sanh tiền, nghĩa là từ khi chúng ta sanh ra cho đến hiện tại mình không có làm việc gì ác cả, nhưng mà đôi khi chúng ta gặp rất là nhiều cái cảnh trái ngang, rồi đau ốm bệnh tật, rồi con phá tán, rồi chồng hoặc vợ nó không có thuận duyên, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng đây là những cái nghiệp gọi là tiền khiên đó. Tiền khiên mình ở kiếp trước mình đã có gây tạo thì kiếp này mình cũng phải an tâm mà trả. Thì như thế là gọi là hiện báo. Khi chúng ta trả xong rồi thì Đức Thầy xác định rằng là quả dữ trả rồi, nhân thiện đến. Vậy thì chúng ta thấy rất rõ mình phải tâm đắc cái điều này, thì đó là những cái gọi là hiện báo, tức là về quá khứ nhân quả. Và cái thứ hai nữa muốn nói là trong hiện tại nhân quả, nghĩa là trong hiện tại chúng ta gây cái gì thì sẽ hưởng ngay cái quả báo liền ở sau đó. Mà trong Sám Giải Quyển Nhất thì Đức Thầy cũng cho biết rằng: đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giấy nhãn tiền. Hay hoặc là luật trời báo ứng nhãn tiền, khắp trong thiên hạ đảo quyền từ đây. Vậy thì chúng ta thấy rằng nhãn tiền là những cái báo ứng ở ngay ràng ràng trước mắt chúng ta, rất là rõ ràng như vậy. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì trong hiện tại nếu như mình làm hiền hay là dữ thì đều gặp cái quả báo tương ứng. Thí dụ bây giờ trong một cái đàn con chẳng hạn, trong hai anh em chẳng hạn, cha mẹ để lại cho 10 công đất thì mỗi người như vậy là được 5 công đất. Cái anh người anh cả là cái người chí thú làm ăn, cho nên thì có cuộc sống tương đối đầy đủ. Còn người em út thì quý vị biết quen ăn chơi trác tán, không có lo làm ăn gì cả. Trong thời gian 10 năm trải qua thì lúc bây giờ phải nói rõ rằng đối với người em út thì rất là nghèo khổ, 5 công đất của cha mẹ để lại phải bán hết để trả nợ. Thì chúng ta thấy đó cũng là những cái mà nhân quả trong hiện tiền để mình thấy rõ. Như vậy thì trong cuộc đời hàng ngày để mình nhìn thấy xung quanh của tất cả chúng ta thì những cái vấn đề này nó luôn luôn xảy ra ở trong cái cuộc sống hàng ngày.
chẳng những ở ngoài đời mà luôn cả trong đạo. Những cái gì đó mà chúng ta gây tạo thì nó, mình đã làm thì nhất định sẽ có cái kết quả sau đó mà Đức Thầy đã xác định, gọi là quả báo nhãn tiền, còn gọi là sanh báo, tức là những cái trong thực tế. Và cái thứ ba nữa đó gọi là hộ báo, có nghĩa rằng cũng có những cái mà trong hiện tại chúng ta gây tạo mình không hưởng được gì cả. Nghĩa là trong cái cuộc đời hàng ngày mình trồng những cái cây lành nhưng mà chúng ta chưa hưởng được trái ngọt, rồi đôi khi rồi mình làm cho mình thối chí ngã lòng. Do đó cho nên sở dĩ như thế là nó chưa đến với mình chứ không phải là không đến. Vì vậy cho nên đòi hỏi con người cần phải bền chí để hiểu rõ đây nó thuộc về hậu báo, gọi là quá khứ nhân quả. Cho nên là chúng ta cũng phải cố gắng làm lành, nhất định tương lai mình sẽ hưởng được những cái quả tốt lành do mình đã gây tạo ở trước đó, mà Đức Thầy đã xác định cho chúng ta biết rằng trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Vì vậy cho nên trong quá trình tu hành thì đồng đạo cũng phải bền chí. Thí dụ hôm nay chúng ta tu mà mình chưa gặp những cái quả vị nó đến tương ứng với những cái sự cực khổ tu hành của mình thì chúng ta cũng đừng có thối chí nản lòng. Nhất định một ngày nào đó thì những cái việc lành, việc phải sẽ đến với mình. Nhất định chúng ta sẽ gặp được cái điều quả phước khi mình dốc chí làm lành. Vì vậy cho nên nếu nói về nhân quả thì chúng tôi cũng trình bày khái nét về tam thế nhân quả, để khi mình có gặp một cái hoàn cảnh nào đó bức bách, khổ cực trong cuộc đời hành đạo thì chúng ta phải hiểu ngay rằng thì những cái việc làm hàng ngày của mình nó trực tiếp và nó không ngoài gọi là tam thế nhân quả này, tức là nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì ba cái điều này luôn gắn chặt với nhau chi phối định luật nhân quả. Thì đó là chúng tôi cũng trình bày gọn gọn như vậy để chúng ta hiểu thế nào là tam thế nhân quả. Và cái điều muốn nói quan trọng hơn nữa đó là tính chất của luật nhân quả. Như vậy thì nếu nói luật nhân quả thì mình phải hiểu tính chất căn bản. Đây là một cái điều phải nói là bất di bất dịch. Khi hiểu về tính chất của luật nhân quả rồi thì thiết nghĩ rằng sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn hơn trên cái con đường tu hành của mình, cũng như trong cái quá trình làm lành trong suốt cái cuộc đời hành đạo của mình. Như vậy thì tính chất thứ nhất của luật nhân quả là gì? Gọi là luật nhân quả là bất di bất dịch, tức là làm lành hưởng lành, làm dữ hưởng dữ. Thì đây là một cái điều gọi là một cái chung à, một cái chung của cộng đồng, là tất cả mọi con người, tất cả mọi chúng sanh ở thế gian này cũng ai cũng thế. Vì vậy Đức Thầy mới cho biết rằng mê muội ác hung thì dĩ nhiên là về địa ngục, mà hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiên. Thì điều này phải nói rõ là không thể nào thay đổi, rất rõ như vậy. Hay đoạn khác Đức Thầy cho biết rằng cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Thì đó là những cái tính chất phải nói rằng bất di bất dịch ở trong cái cuộc đời này. Nếu như mình có tấm tham lam thì nhất định chúng ta sẽ trở thành ích kỷ, và nếu như mình mà có phạm vào đạo tặc thì sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị, thì cái điều đó là tất nhiên. Còn mình là những người làm lành, những người sống một cuộc sống phải nói rằng là luôn luôn gương mẫu, thì nhất định mình sẽ gặp những cái điều lành, những cái mà xã hội người ta sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp cho mình. Thì đó là mình hiểu cái định lý thứ nhất trong cái luật nhân quả là bất di bất dịch. Và cái thứ hai nữa đó, cái tính chất thứ hai trong luật nhân quả đó mà theo nhà Phật gọi là tu là chuyển nghiệp. Như vậy thì đây là một cái tính chất phải nói rằng rất là có lợi đối với người tu chúng ta. Tu là chuyển nghiệp, dù rằng mình biết rằng định lý nhân quả là bất di bất dịch, nhưng mà bất di bất dịch là dành cho những người không tu, những người mặc tình cho luật nhân quả chi phối. Còn đối với người tu thì nó có khác hơn của gì à? Phải nói rõ là có khác hơn. Như vậy thì tu là chuyển nghiệp là thế nào? Có nghĩa rằng đây là dành cho cái lĩnh vực cái người giác ngộ tu hành. Hôm nay nhờ công tu hành thì từ cái quả nhiều chúng ta cũng trả quả mà trả thành cái quả ít, hoặc giả là từ cái quả dữ trở thành cái quả lành, hoặc giả là tiêu trừ luôn cái chướng nghiệp do cái công năng hành đạo tu hành tinh tấn của chúng ta. Cho nên theo triết học Phật giáo gọi tu là chuyển nghiệp là như vậy. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu những mẫu chuyện xung quanh Đức Phật thì mình thấy rất rõ. Khi mà lúc bấy giờ Đức Phật bị nhức đầu thì A Nan mới hỏi Bạch Thế Tôn tại sao ngài bị nhức đầu. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói đây là cái quả mà ta phải chung chịu trả cùng với dòng họ Thích Ca. Bởi vì lúc bấy giờ ở tiền kiếp đó, lúc bấy giờ là vua Lưu Ly, tức là dòng họ vua Lưu Ly là một đàn cá bị dòng họ Thích Ca sát hại, cho nên đã trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp. Thì hôm nay nhân duyên đã đến, vì vậy cho nên vua Lưu Ly mới đem quân qua để tàn sát dòng họ Thích Ca,
để đền lại cái ơn xưa, cái để đền lại cái món nợ xưa mà dòng họ Thích Ca đã tàn sát dòng họ Lưu Ly. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ thì Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ông ta mới dùng cái bình bát để gom hết dòng họ Thích Ca đem giấu lên cõi trời. Sau khi chiến loạn đi qua thì lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn nhức đầu, Mục Kiền Liên mới đem cái bình bát trở lại, cứ nghĩ rằng đã giấu kín dòng họ Thích Ca là luôn đã cứu sống rồi. Nhưng không ngờ dòng họ Thích Ca ở trong bình bát quá thành máu mà chết hết. Thì phải nói rõ rằng đó là cái trường hợp trả nghiệp đó. Nhưng mà đặc biệt đáng lẽ ra Đức Phật cũng chung chịu như vậy, nhưng mà nhờ Ngài có tu cho nên Ngài mới nói A Nan rằng đáng lẽ ra ta cũng chung chịu như dòng họ Thích Ca biến thành máu mà chết, nhưng mà vì có tu hành thành chánh quả cho nên cũng trả nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nhẹ thôi. Tức là cái nghiệp này phải nói rõ là chỉ là nằm ở trong một cái giai đoạn, tức là chỉ nhức đầu thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy rõ rằng đối với định luật nhân quả này, dầu Đức Phật, dầu đối với các vị A-la-hán vẫn bị trả nghiệp, quý vị, vẫn bị trả nghiệp rất rõ như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rõ rằng đối với Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà cái ngày cuối cùng của ông ta bỏ mạng đó thì ông ta phải bị đánh đập một trận, phải nói là thịt nát tan xương, chấp nhận chịu trả quả, phải nói rõ như vậy. Hay hoặc là chúng ta thấy rõ rằng cái trường hợp như Bồ Đề Đạt Ma, trong cái trường hợp bị Yên Chi sát hại bằng độc dược, đâu phải Đề Bà Đạt Đa không biết, là Bồ Đề Đạt Ma không biết đâu, nhưng mà ông ta chấp nhận trả nghiệp, bởi vì biết rằng cái nghiệp luật của mình và đệ tử mình Yên Chi nó có những cái chằng chịt với nhau, cho nên trong kiếp hiện tại này phải bị Yên Chi sát hại bằng độc dược. Cho nên lúc bây giờ Yên Chi dùng độc dược giết thầy để độc bá cái ngôi tổ, thì nghĩ rằng cái âm mưu sâu kế độc mình đã thành công. Cho nên sau khi mà chôn cất thầy xong lên ngôi tổ, và một thời gian không lâu, vài ngày sau, thì nghe cái người ở đi ở phương Tây trở về nói rằng gặp thầy của cô đang trên đường về phương Tây, trên vai thì quải một cây lao và có xỏ một chiếc giày. Thì lúc bây giờ Yên Chi nghe vậy rất là ngạc nhiên, nói rằng thầy ta đã chết rồi thì làm sao về Tây được. Cho nên lúc bây giờ mới quật mộ lên xem, thì lúc bây giờ trong mộ chỉ có một chiếc giày, tức là chiếc giày của Bồ Đề Đạt Ma thế thân cho Ngài. Cho nên thấy rõ thì đó cũng là một cái trường hợp gọi là trả nghiệp đó, phải nói rõ trả nghiệp. Tuy nhiên thì cái nghiệp rất là nhẹ, thay vì đối với bậc giác ngộ người ta cũng trả nghiệp, nhưng người ta trả một cách hết sức là nhẹ nhàng. Còn nếu như không phải là bậc giác ngộ thì chắc có lẽ là giờ này phải chết thật đâu, chứ đâu có dùng cái chiếc giày mà thế thân được. Thì đó là mình thấy rằng cái sự tiến trình của nhân quả gọi tu là chuyển nghiệp. Hay hoặc là nhờ cái công năng tu hành làm lành mà từ cái nghiệp dữ nó trở thành cái nghiệp lành. Khi đồng đạo có đọc về thất chân nhân quả, thì khi mà chúng ta tiếp cận với một cái nhân vật gọi là Khu Trường Xuân đó, thì cái trường hợp của ông ta là cái người phải nói rõ rằng đây là chuyển nghiệp, từ cái nghiệp dữ mà trở thành cái nghiệp lành. Bởi vì theo trong truyện kể rằng Khu Trường Xuân là cái người phải nói là chân tu, một trong thất chân nhân quả là người chân tu. Nhưng mà đặc biệt thì ông ta cứ đói, rất là nghèo khổ, chẳng những nghèo khổ mà làm lụng suốt ngày suốt năm như vậy, nhưng mà quanh năm suốt tháng là đa phần là nhịn đói nhiều ăn cơm, bởi vì nó xui khiến làm sao đó mà không có no lòng được ngày hai bữa. Cho nên một bữa nọ thì Khu Trường Xuân mới gặp ông một vị bói toán giỏi nhất vùng này, ông này ông tên là ông Toán Ma Y, nhờ ông này bói cho một cái quẻ. Thì lúc bấy giờ ông Toán Ma Y khi mà ông nhìn Khu Trường Xuân, ông nói ông đói là phải rồi. Ông kia nó hỏi sao phải, bởi vì cái tướng của ông nó xuất hiện ở trên mặt ông, nó có hai đường chỉ nó chảy về mép miệng, mà theo trong sách gọi hai đường chỉ này gọi là đàn xà tả khẩu. Nếu mà người nào mà có cái tướng như vậy là đói hoài, đói tới nào chết hết thôi. Cho nên lúc bây giờ Khu Trường Xuân nói vậy, bây giờ ông làm sao mà cứu vớt cho tôi, cho tôi hết đói chứ giờ nó quá khổ. Thì Toán Mi nói bây giờ chỉ có cách ông chết, bỏ cái kiếp này đào thai kiếp khác, quả mai ông mới hết đói. Thì lúc bây giờ phải nói rằng đối với Khu Trường Xuân là cái người mình nói nôm na là sống trong cái trạng thái tuyệt vọng. Ông đã 5 lần 7 lượt đã tìm cách tự vẫn, nhưng mà quý vị biết vậy chứ là cầu sống chẳng đặng, cầu chết chẳng yên. Đôi khi chúng ta muốn chết mà không được, không vậy? Giống trường hợp Khu Trường Xuân vậy. Đôi khi đồng đạo chúng ta khổ quá rồi muốn cho chết liền đó, tức là muốn cho là giống như Đức Thầy cho biết rằng thấy trần thế ai cũng ước đời sao không tất phước cho đòi đó. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, đôi khi khổ quá con người quẫn chí muốn cho mình được chết, nhưng mà quý vị biết đôi khi muốn chết đâu có được, cái số nó chưa đến làm sao mà chết được. Giống như trường hợp Khu Trường Xuân vậy, ông đã 5 lần 7 lượt tự vẫn không được. Cho nên cái lần cuối cùng này ông ta quyết định đi vào trong rừng thật sâu, đem theo một cái sợi dây xích và ổ khóa,
kiếm một cái cây cổ thụ cho to rồi phát cái chân mình vào cây cổ thụ đó là thảy dục chìa khóa đi xa, nhất định là ở đây chừng nào ta đói chết luôn à, chứ làm sao mà thoát khỏi cây cổ thụ này. Như vậy thì theo chuyện kể kể rằng ông ta ở đây cũng nhịn đói và bị trói ở tại cây cổ thụ này cũng vài ngày nhưng mà cũng chưa đến đổi. Một bữa nọ gặp một ông lão đi kiếm thuốc, tức là một vị lão râu bạc trắng đi kiếm thuốc dược thảo đó. Khi mà gặp một người bị trói ở gốc cây, ông ta mới thấy lạ lại hỏi, thì mới nghe khu Trường Sưng mới là ông mới kể lại cái tường tận cái sự việc mà ông Toán Ma Y đó mới bói toán ông như vậy. Cho nên lúc bây giờ ông lão già ông nói chưa chắc hẳn là như vậy. Tôi nói cho ông biết rằng dầu rằng con người có cái số giàu sang, cái số sống thọ, nhưng mà khi người này ra đời không biết thương người, làm những cái chuyện hại người, làm những cái chuyện giết người, không biết thương người, tâm ích kỷ, thì người này coi chừng chết yểu và trở nên nghèo khổ. Và ngược lại, một người mà có cái tâm, có cái số là chết yểu, nghèo khổ, nhưng người này sanh ra đời người ta rất là thương người, thường làm những cái việc phóng sanh, thường làm những cái việc lợi ích cho chúng sanh, thì có thể cái kiếp sống, có tuổi thọ người này kéo dài hơn nữa. Cho nên tôi nói với ông như vậy, cho vấn đề cái tướng số con người nó không quyết định con người đâu. Thì lúc bây giờ khi nghe một lão già này là phải nói rõ rằng là nói như vậy, thì gần như khu Trường Sưng là bừng bừng sáng. Cho nên lúc bây giờ ông ta không có còn muốn chết nữa. Ông mới nhờ vị lão này mà hộ giúp giùm cái chìa khóa và mở ổ khóa ra. Và lúc bên này ông không có còn muốn chết nữa đâu. Và sau đó thì ông quyết định là làm lành. Ông làm các việc lành, việc thiện, không có cần mưu cầu cho thử sống. Thí dụ một ngày ông làm được 5 đồng, ông gặp cái người ta nghèo khổ hơn mình, ông ta sẵn sàng cho hết 5 đồng này cho người đó, để mình thà là mình chết đói chứ cứu giúp người là như vậy. Như vậy thì trải qua thời gian cũng dài, lúc bây giờ ông đến cái dòng sông gọi là dòng sông Bàn Khê đó. Nơi này thì có một cái con suối, dầu rằng nước không có sâu, nhưng mà khách bộ hành qua lại thì nó phải nhọc lòng mắc lội ngang cái dòng sông này, dù rằng nó không sâu nhưng mắt phải ướt mình. Cho nên lúc bây giờ vua Trường Sưng mới nói giờ thôi mình làm phước ở đâu cũng vậy, thôi bây giờ chi bằng mình làm một cái lão đưa đò ở đây, tức là hàng ngày mình đưa rước khách bộ hành đi qua lại cái dòng sông Bàn Khê này để cho đỡ ướt, mà đặc biệt là không có nhận thù lao của ai cả. Hàng ngày như vậy là chỉ hái hoa hái trái, những cái trái cây dại trong rừng để sống mà thôi. Vì thấy rằng sống một cuộc đời khổ nhọc như vậy, trải qua thời gian làm một cái người đưa đò cũng thời gian rất lâu. Thì một bữa nọ ông Toán Ma Y vẫn đi ngang, thì lúc bây giờ khu Trường Sưng mới dùng cái dây lưng mới cõng ông qua bờ bên kia. Khi qua bờ bên kia, lúc bây giờ ông Toán Ma Y dự định là quay lại cảm ơn, tức là nhờ cái người này đưa mình qua bên kia khỏi ướt mình. Thì quay lại thì gặp khu Trường Sưng, thì lúc bây giờ Toán Ma Y ngạc nhiên. Ông mới nói rằng, ủa, ngài có phải là Toán Ma Y không? Sao mà ta thấy ngài có sự thay đổi ngạc nhiên? Bởi vì trước đó thì coi cái tướng ông này khác, mà lại bây giờ thay đổi khác. Cho nên lúc bây giờ khu Trường Sưng nói rằng tôi là khu Trường Sưng đây, có điều gì không là nhờ ngài mách bảo. Thì lúc bây giờ Toán Ma Y nói, tôi không biết lý do nào mà bây giờ cái tướng của ngài nó thay đổi. Cách đây vài năm trước tôi coi cái tướng của ngài nó khác với bây giờ lắm. Thì lúc bây giờ khu Trường Sưng nói khác là khác làm sao, ông nói tôi nghe coi. Thì Toán Ma Y nói rằng trước đây cái nét mặt của ngài nó có hai cái đường chỉ chạy xuống mép miệng đó, gọi là đàn tà xả tả khẩu, tức là đói hoài nó tới chết. Mà hiện nay không biết lý do nào mà hiện giờ tôi thấy rằng là cái hai cái đường chỉ này nó mất rồi, nó không có còn ở nét mặt của ngài nữa, mà ngay ở chỗ nhân trung của ngài nó mọc lên hai cái nốt ruồi son. Mà theo trong sách cho biết rằng ngay nhân trung mà nếu mọc hai cái nốt ruồi son, tức là cái người này sau này sẽ được đế vương cúng dường, các cái bậc vương tử cúng dường. Thì kính thưa quý vị, cho nên lúc bây giờ khi mà từ giả ra đi, Toán Ma Y nói rằng đúng là ông chỉ biết coi cái tướng người chứ không thể nào hiểu được cái tâm của người. Sau khi nghe khu Trường Sưng kể lại cái sự việc làm lành làm phải trong cái quá trình thời gian mấy năm nay mà cái tướng diện nó thay đổi như vậy. Như vậy thì qua đó chúng ta mới thấy rằng sau cùng thì khu Trường Sưng trở thành một trong thất chân nhân quả, được các vị vua chúa, các vị dương tử cúng dường rất rõ, đúng như cái lời bói toán của ông Toán Mi. Như vậy thì qua mẫu chuyện trên chúng ta mới rút ra bài học kinh nghiệm. Đáng lẽ ra khu Trường Sưng ông chết đói, đói tới chết thôi bây giờ, hành hạ cuộc đời ông như thế. Nhưng nhờ ông tu hành, nhờ ông làm hiền làm lành, cho nên từ cái nghiệp chết đói đó mà trở thành cái nghiệp được các vị dương tử cúng dường và đắc được quả tiên. Cho nên phải nói rõ rằng đây là một cái điều mà chúng ta phải tin sâu. Hôm nay tu chẳng những từ cái nghiệp dữ, cái nghiệp nhiều thành nghiệp ít, từ cái nghiệp dữ chuyển thành cái nghiệp lành,
Nhưng đặc biệt hôm nay tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì không có còn tu chuyển nghiệp nữa, mà phải nói rõ rằng căn cứ lời Đức Thầy là chúng ta tu là tiêu nghiệp. Phải nói rõ, nếu như đồng đạo hành đi lời Đức Thầy dạy thì trên quá trình tu hành chúng ta nhất định sẽ tiêu trừ chướng nghiệp mà Đức Thầy đã giới thiệu ở hai cái lĩnh vực. Một, nếu nói về lĩnh vực thiền tâm thì Đức Thầy giới thiệu trong bài Hiến Nghĩa Di Tiên, tức là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, rồi kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Vậy thì nếu nói về góc độ thiền tâm, khi hành giả tu hành đạt được kiếm huệ, chúng ta có được trí huệ rồi, thì lúc bây giờ dùng cái trí huệ đó mà tiêu trừ hết những cái nghiệp chướng ở nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, để đạt được cái kết quả đích đáng, đó là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Nếu như chúng ta tu hành theo lời dạy Đức Thầy thì đó là mình hiểu trong một cái phạm trù về thiền tâm. Còn nếu hiểu về tịnh độ tâm thì Đức Thầy đã trả lời với ông Phan Châu Bá Long Xuyên. Bởi vì ông Phan Châu Bá Long Xuyên ông cho biết rằng là tức là ông đã cho biết rằng qua bốn cái câu giảng mà Đức Thầy đã đáp quả rất rõ là đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Vậy thì qua cái lời giới thiệu đó đối với ông Phan Châu Bá Long Xuyên thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy đã cho biết rằng hôm nay dầu rằng ông còn rất là nặng nợ, rất là nặng nợ, bởi vì ông Phan Châu Bá ông cho biết rằng tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng nhân đạo còn mang chưa nghĩ, nhân đạo còn mang chưa sửa trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Thì chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của ông Phan Châu Bá nó cũng đồng với tư tưởng của tất cả chúng ta là những người tại gia cư sĩ, kẻ phải buông tả bán tần, người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì xác thân mà ra cả. Đôi khi mình là những cái người làm ruộng nhà nông, rồi chúng ta còn phải dùng thuốc trừ sâu để tiêu trừ các loại sâu mò, cho nên những cái điều này đôi khi trong tâm của mình tự hỏi mình, đôi khi chúng ta rất là ngại là thế này, mình vẫn còn phạm vào sát sanh. Nó cũng giống như cái trường hợp của ông Phan Châu Bá Long Xuyên vậy. Cho nên hôm nay đồng đạo cứ an tâm, Đức Thầy Ngài đã đóng vai là một người tại gia cư sĩ, mà Ngài đã viết rất rõ trong bài khuyến thiện rồi: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Đức Thầy đã giả danh là một người tại gia cư sĩ. Vậy thì hôm nay chúng ta cứ an tâm, dầu rằng mình có tạo nghiệp đó, nhưng mà nếu như chúng ta thực hiện đúng theo cái trường hợp của ông Phan Châu Bá Long Xuyên mà Đức Thầy dạy, nếu như mình biết ăn năn sửa lấy lòng và chuyên trì niệm Phật thì nhất định sẽ tiêu trừ chướng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo trong hiện tại cũng như quá khứ. Như vậy thì ăn năn sửa lấy lòng như thế nào? Ở đây không phải nói ăn năn, đây là chúng ta phải lại 108 lại để sám hối, phải vậy. Mà ăn năn đây là hàng ngày đồng đạo đã nguyện cái bài quy y sáng chiều hai thời, hoặc giả là có đồng đạo cúng ba thời bốn thời nhiều hơn nữa, thì đó là chúng ta đã nguyện cái hối ăn năn làm lành lãnh dữ đâu. Như vậy thì cộng thêm cái thời lễ bái sớm chiều mình đã cáo ăn năn, cái khối ăn năn này mình không phải là ăn năn suông, mà chúng ta phải thật lòng. Mà Đức Thầy đã cho biết rằng chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, hay hoặc là chi bằng nhớ lại câu hồng thề, mình đã thề cái gì trước hồng ân tam bảo thì chúng ta phải ghi nhớ, đó là ăn năn đó. Và cộng thêm là niệm chữ Di Đà thì nhất định tan chướng nghiệp, những cái nghiệp lực mà mình đã gây tạo trong cuộc sống hàng ngày thì nhất định sẽ tiêu trừ, để chúng ta thông dong tự tại đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc, đi gần bên Phật, gần bên Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì đây là một cái điều siêu sức mà hôm nay chúng ta phải đặt tin nơi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì ngày xưa nếu chúng ta hiểu về tịnh độ tông, nếu chúng ta hiểu về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì cái người niệm Phật, nhà Phật gọi là đế nghiệp giảng sanh, có nghĩa là giảng sanh nhưng mà đem nghiệp theo để giảng sanh. Nếu chúng ta căn cứ theo triết học Phật giáo về tịnh độ tông đó thì phải nói rõ là cái từ đế nghiệp giảng sanh, tức là nhờ cái công niệm Phật làm lành, nhờ cái sự niệm Phật nhất tâm bất loạn mà đem cái nghiệp theo giảng sanh, gọi là đế nghiệp giảng sanh. Nhưng hôm nay Đức Thầy chúng ta cải cách lại, không có còn là đế nghiệp giảng sanh nữa, mà phải nói rõ là tiêu nghiệp giảng sanh, nếu mà chúng ta thực hiện đúng theo lời Đức Thầy. Cho nên phải nói rõ là đây là cái định lý thứ hai, gọi là tu là tiêu nghiệp, chứ không có nói là chuyển nghiệp nữa. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta thực hiện lời Đức Thầy dạy có thiền tịnh, có thiền có tịnh, dầu rằng tu thiền, dầu rằng tu tịnh, nhưng nếu làm đúng hành đúng rồi thì nhất định đạt đến cái kết quả là tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp giúp cho chúng ta dứt trừ nghiệp chướng để thông dong tự tội,
đi đến cõi cực lạc, đến cõi giải thoát. Thì đó là cái tính chất thứ hai của định luật nhân quả. Và cái tính chất thứ ba của định luật nhân quả đây muốn nói, thì trong định lý nhân quả đó phải nói rõ rằng gieo nhân thì ít mà hưởng cái quả quá nhiều, phải nói rõ là như vậy. Cho nên điều này nó làm cho chúng ta rất là có lợi đối với người tu, và cũng gây cái sự bất lợi đối với người không tu. Bởi vì cái tiến trình gieo nhân của người tu nó khác, cái tiến trình gieo nhân của người không tu nó khác. Lành với dữ, hai đường tự ý chọn, tức là một bên lành một bên dữ, rất là rõ ràng. Như vậy thì đồng đạo hình dung coi, thí dụ hôm nay chúng ta chỉ gieo một hạt lúa thôi, hạt lúa này sẽ nảy mầm lên một cây lúa, một cây lúa này nó sẽ đẻ ra 5-7 cái nhánh lúa, mỗi nhánh lúa vậy cho chúng ta ít nhất cũng từ 5-30 hạt. Vậy thì chúng ta nhân lên cái số bông, cái số hạt, cái số nhánh, vậy thì một hạt lúa nó ra mấy trăm hạt lúa vậy. Và bên cạnh đó chúng ta trồng một hạt ớt, gieo một hạt ớt lên một cây ớt, và một cái ớt này nó có rất là nhiều nhánh ớt, và mỗi nhánh ớt có rất là nhiều trái ớt. Chẳng những trái ở trong cái hiện tại này bẻ rồi, nó đâm trái khác, đâm qua trổ bông khác nữa, cứ vậy mà nó chắc chồng lên. Và mỗi trái ớt có hàng trăm hạt ớt, cho nên chúng ta thấy rằng nó rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên cái tính chất thứ ba của luật nhân quả này phải nói rõ rằng gieo nhân thì ít mà hưởng cái quả thì rất là nhiều. Vì vậy cho nên trong Pháp Bửu Đàn Kinh thì Đức Lục Tổ cho biết rằng xưng một hạt thóc gieo, thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Vậy thì chúng ta phải thấy rõ rằng hôm nay những cái việc làm của mình dầu đằng nó nhỏ, thí dụ bây giờ chúng ta làm ác, nó không lớn, rất là nhỏ, mình lỡ lời có những câu nói độc địa với ông bà cha mẹ chúng ta, thì mình suy nghĩ rằng mình theo cái góc độ về khách quan thì nó không lớn. Tuy nhiên cái lời nói độc địa đó nó sẽ là một cái quả rất là nặng, mà làm cho chúng ta phải đọa lạc trầm luân ở nhiều đời nhiều kiếp để gây tạo. Vì vậy Đức Thầy mới cho biết rằng làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bẩn có say, thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Cho nên thì khi làm cái điều gì cũng vậy, chúng ta nên nhớ rằng hôm nay mình lấy người ta có một đồng thôi, nhưng mà mai kia mốt nọ chúng ta trả cho người ta tính hàng ngàn đồng nè, ở nhiều tiền kiếp nó nhiều như vậy đó. Để làm chi? Khi hiểu được cái tính chất của luật nhân quả này rồi, chúng ta sẽ răng chừa. Đồng đạo nên nhớ rằng hôm nay mình chỉ gieo có một hạt ớt thôi, mà quý vị biết cái một hạt ớt của mình làm cho cả xóm này đều cay, phải không quý vị? Bởi nó đẻ ra quá nhiều trái ớt cho nên cả xóm cay, không phải là mình nên mình cay đâu. Cho nên hảo nào mới có câu là con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Vậy cho nên dù rằng chúng ta gieo một cái nhân ác rất là nhỏ, nhưng mà mình chịu cái quả ác phải nó rất là lớn, không thể nào mà miễn, không thể nào mà chúng ta có thể là tính toán cho hết được. Và bên cạnh đó song hành như thế, hôm nay chúng ta làm lành quy y Tam Bảo, chỉ cần chúng ta tu hành thật tâm trong một cái giai đoạn ngắn ngủi thôi. Bởi vì quý vị biết là từ xưa đến nay mình đã trôi lân trong dòng sanh tử, xuống xuống lên lên vô lý kiếp. Chúng ta từ xưa đến nay mình chết đi đào thai trở lại biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Như vậy thì hôm nay khi nhận định được giáo lý Đức Phật, Đức Thầy, mình quy y Tam Bảo thì chỉ ngắn ngủi trong 5, 10 năm, 2, 30 năm cuối cùng này thôi, thì sẽ giúp cho chúng ta cắt đứt được cái sợi dây sanh tử luân hồi ở vô lý kiếp đến nay. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy mới cho biết rằng tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Hôm nay chúng ta tu đâu có tốn tiền tốn bạc gì đâu, mà sau này chúng ta không có bị đọa lạc trầm luân. Hay hoặc là tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý, rất là rõ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng hôm nay mình chỉ bỏ cái công rất là ít. Quý vị hình dung coi, đôi khi những cụ lão năm nay đã 50-60 tuổi rồi. Rồi chúng ta hình dung lại coi, từ khi cái ngày mình lớn khôn, tức là khoảng lứa tuổi khoảng 15-20 tuổi, đến giờ này đã trải qua 30-40 năm nay rồi, chúng ta được cái gì, có được cái gì, mình hưởng thụ được cái gì, và mình mắc mát những cái gì. Đôi khi chúng ta làm một cái bài toán, mình tính coi trong 30-40 năm nay quý cô tính giùm chúng tôi cái, quý cô làm được cái gì đâu, được cái gì và mất cái gì, và từ đây đến ngày quý cô bỏ xác còn cái gì. Chúng ta đặt một dấu chấm hỏi tại đây là chúng ta thấy cái mình biết liền. Cho nên bây giờ chi bằng chúng ta dùng cái thời gian ngắn ngủi này, còn 5-10 năm, 20 năm để chờ cái ngày tử thần đến gõ cửa đó, mình quay đầu hướng thiện tu hành trong thời gian ngắn này thôi. Cho nên Đức Thầy mới dạy trong Thiên Lý Ca là trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than.
Vậy thì theo nhận định chúng tôi, một giáp là trong một đời người, giống như chúng ta nghe cái bản nhạc là 60 năm cuộc đời đó quý vị à. Bản nhạc này nó rất là hay, nó mang một cái tính chất phải nói thực tế trong cuộc sống của mỗi con người. Trong một cuộc sống con người, chúng ta chung quy lại có vui, có buồn, có khổ là trong 60 năm này. Phải nói rõ, nếu chúng ta nói âm lịch là 61 tuổi là trong một giáp, thì mình mới ân cần suy tính coi trong 60 năm này chúng ta làm được gì đâu, mình hưởng được bao nhiêu cái niềm vui, hay là chúng ta chịu biết bao nhiêu điều khổ não. Do đó cho nên trong một thời gian này mình tính như vậy để chi, khi mình ra một cái đáp án nằm nhớ lại 5-60 năm nay nó giống như giấc mộng vậy, có được cái gì đâu. Giờ có con đàn cháu đóng, có cái cực cái khổ gì, có những vị đồng đạo lớn tuổi than chúng tôi rằng hôm nay lớn tuổi chứ niệm Phật không yên, ở nhà mất giữa con giữa cháu, không có gì. Cho nên chúng tôi mới thường nói hoài, hôm nay nếu nói theo triết học Phật giáo đó, con cái, vợ chồng, anh em là gì? Có phải chăng đó là nghiệp? Phải nói rõ là nghiệp theo được luật nhân quả, tức là do những cái chúng ta gây tạo mà bây giờ mình phải thọ nhận những cái này để chúng ta đền hoặc trả mà thôi. Vì vậy cho nên khi quy vào đạo rồi thì quý vị nên thương nhiều nhất là gì? Đức Phật A Di Đà, chúng ta nên thương nhiều nhất. Mình đừng có thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ nhiều hơn Đức Phật, mà chúng ta phải đặt cái tình thương đó thương Đức Phật nhiều hơn hết. Có như vậy thì chúng ta mới thông dong tự tại. Mình hiểu ngay con cháu vợ chồng là những cái nghiệp lực mà nó đòi đền hoặc trả để cho chúng ta những cái mà mình đã gây tạo ở trước đó thôi. Nên hôm nay đối với người tu mình thì mình phải hiểu thoáng dù luật nhân quả như thế, để chi chúng ta không có còn thương con thương cháu, không có còn phải vào trong một cảnh vi lị, vắng con vắng cháu chịu không nổi và buồn thảm. Tại sao chúng ta không thương Phật? Nếu như mình thương Phật A Di Đà giống như thương cháu nội cháu ngoại của mình, chúng tôi dám bảo đảm quý vị cho đắc đạo trong nay mai. Phải nói rõ, nói thì nói vậy à, chúng ta cũng niệm Phật á, nhưng mà thật ra mình hỏi lòng mình coi, mình thương Đức Phật A Di Đà bằng thương con mình không? Nhất là vợ chồng son mới cưới nhau có một hai đứa con đầu lòng thương dữ lắm, hay hoặc là quý cô quý chú lớn tuổi rồi có cháu nội cháu ngoại thương dữ lắm. Làm sao chúng ta thương Phật bằng thương con cháu mình được, phải không? Nói thì nói vậy, nhưng mà mình phải chuyển hóa làm sao mình thương Phật hơn thương cái con cháu mình. Thì theo cái nhận định của chúng tôi, cái ngày đắc đạo nó rất là gần, bởi vì lúc bây giờ cái tình thương chúng ta dồn vào một đấng giác ngộ rồi, mình không có còn kẹt mắt nữa. Do đó cho nên phải nói rõ rằng đây là một cái định lý thứ hai. Trong quá trình tu hành thì chúng ta thấy rõ mình phải biết hy sinh. Tu là phải chấp nhận hy sinh, tu là phải chấp nhận mất mát. Chứ hôm nay chúng ta tu mà cứ muốn cái gì cũng cái lợi gì mình hết trơn thì sao được quý vị, phải không? Đã nói tu rồi, quy y rồi thì tất cả không phải là thật. Có cái gì đâu mà mất mát, cái thân này không thật nó có gì đâu mà mất mát, phải không? Cho nên chúng ta phải chịu thiệt, chúng ta phải chịu sự mất mát, cái gì cũng đem cái phần thua thiệt về ở chính bản thân của mình, thì đó mới gọi là thật tu, mới gọi là tu thật tâm đó. Còn hôm nay chúng ta tu mà cứ đem cái điều lợi gì cho mình à, một đồng một cắt cũng không chịu thua người ta, một cái ranh đất một chút xíu mình cũng không chịu thua người ta, vậy thì tu cái gì? Đó là tu cái gì? Vậy thì mình phải đặt cái vấn đề ở chỗ này, hôm nay chúng ta tu là phải chấp nhận thua thiệt, đem cái phần thua thiệt trở về mình. Như vậy thì đây là một cái định lý thứ ba để chúng ta thấy rằng trong định luật nhân quả đó, định lý nhân quả, chúng ta gieo nhân thì ít mà hưởng cái quả rất nhiều. Cho nên đồng đạo thấy coi, chúng ta chỉ có niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật rất là dễ dàng, đâu có tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn của gì đâu. Chỉ cần tâm niệm Phật, lòng 6 chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Thế mà giúp cho chúng ta được về bên tòa sen, giúp cho chúng ta được thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nổi khổ sanh, giúp cho chúng ta được gần Đức Phật A Di Đà, hưởng cái mùi cực lạc, hưởng cái mùi sen báo, thì quý vị coi cái quả gì nó đạt được. Ôi thôi nó quý dữ lắm. Hôm nay chúng ta tu là Đức Thầy chỉ làm hiền thôi, phải không quý vị? Chỉ làm hiền thôi, giữ trọn tam can ngũ thường, nữ thì tam tùng tứ đức, giúp đỡ lẫn nhau trong việc quan hôn tang tế, trở thành những người hiền, những người quân tử, mà mai mốt chúng ta được hưởng cái cảnh vui, được hưởng cái cảnh chung cuộc, được hưởng cái cảnh là bồ đào rũ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung, thì chúng ta thấy Đức Thầy đã hoạch định cho mình thấy rõ được cái hướng, cái tương lai mà chúng ta hướng tới nó lợi lạc như thế. Cho nên thì khi hiểu được cái tính chất thứ ba này thì chúng ta cũng biết được trên cái quá trình tu hành thì mình phải cố gắng. Hôm nay chúng ta bỏ ra làm từ thiện có một đồng thôi, mà mai mốt mình thu lại hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ, phải nói là vô lượng, không thể nào mà chúng ta tính bằng. Hôm nay mình bỏ cái công niệm Phật, vài câu niệm Phật thôi, mà chúng ta dứt được hằng hà sa số kiếp,
sanh lão bệnh bệnh tử, giúp được hằng hà sa số tội lỗi mà mình đã gây tạo ở nhiều tiền kiếp trước. Cho nên quý vị biết rằng cái điều lạ lạc thì không có thể nào mà chúng ta dùng văn tự mà nói cho hết được. Ở đây chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ thôi để chúng ta thấy cái tính chất của luật nhân quả là như thế. Và cái tính chất cuối cùng của luật nhân quả ở đây muốn nói nữa, đó là cái trường hợp nhồi quả. Như vậy thì ngoài cái việc luật nhân quả là bất di bất dịch, ngoài cái việc luật nhân quả là tiêu trừ chướng nghiệp, ngoài cái việc luật nhân quả là gieo nhân ít hưởng quả nhiều, thì chúng ta cũng phải bàn đến cái ý sau cùng là nhồi quả. Để làm chi? Nó cũng có những cái trường hợp như thế, để khi đồng đạo chúng ta gặp cái cảnh khổ thì mình phải hiểu ngay rằng mình đang rơi vào trong cái trường hợp nhồi quả như thế này, để chúng ta an tâm mà lo tu. Kính thưa quý vị, đáng lẽ ra theo định lý nhân quả thì chúng ta phải còn sống thêm 3-4 kiếp nữa để trả những cái nợ mình đã gây tạo. Mình giết người, mình phá của, mình làm việc ác đức trong nhiều tiền kiếp, thì đáng lẽ ra theo định lý nhân quả là chúng ta phải sống thêm 3-4 kiếp nữa để trả mới hết nợ. Nhưng mà hôm nay giác ngộ tu hành rồi, quyết chí trong một kiếp này, vì vậy cho nên những cái quả nó dồn dập đến với mình để mình phải trả quả trong một kiếp cuối cùng để chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát mà Đức Thầy đã xác định rất rõ trong bài Sa Đéc. Ông nhồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàn, thối chí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh. Thì chúng ta cũng phải hiểu như thế để mình chấp nhận, mình chịu. Đối với người tu mà nếu nói theo cái định lý nhồi quả này, thì khi mà chúng ta khổ chừng nào, gặp cái cảnh gian truân chừng nào, thì mình càng phải tu quyết liệt chừng nấy. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên mà trong lòng mình có những cái tư tưởng là bán đồ nhi phới, có những cái tư tưởng là chán nản gì đó. Tại sao tu hoài mà không thấy cái điều gì hanh thông, chỉ thấy cái điều khổ đến với mình, thì điều này là những cái tư tưởng đi ngược với luật nhân quả. Càng khổ chừng nào thì mình biết được cái kiếp trước chúng ta gây quá nhiều tội lỗi, cho nên kiếp này mình phải ráng tu. Mà Đức Thầy cho biết rằng trong buổi khổ, mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ, dạ tư chớ gần. Cho nên thì mình phải luôn luôn tâm đắc như thế. Như vậy thì vừa qua chúng tôi đã trình bày 4 cái tính chất căn bản của luật nhân quả. Cho nên hôm nay khi nói về luật nhân quả mà tìm hiểu được tính chất căn bản như thế, nó sẽ là một cái đòn bẩy để giúp cho chúng ta tinh tấn hơn trên cái con đường tu hành của mình. Nhất là hôm nay nếu như chúng ta niệm Phật làm lành theo lời dạy Đức Thầy, thì nhất định chúng ta sẽ tiêu trừ nghiệp chướng để mình có mặt tại Lâm Hoa Đại Hội, cũng như chúng ta có mặt ở tại Tây Phương Cực Lạc, gần gũi Đức Phật A Di Đà, diện kiến Đức Tôn Sư trong cái ngày chung cuộc. Thì kính thưa quý vị, thì đáng lẽ là trong cái chuyên đề luật nhân quả thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Như vậy thì nói tóm lại, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta phải luôn luôn hiểu và tin sâu luật nhân quả mà Đức Thầy cho biết rằng là luôn luôn nghe lời Đức Phật dạy, tức là tin sâu luật nhân quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Vì vậy cho nên định lý nhân quả là một cái định luật chung, không chỉ dành riêng đối với đạo mà luôn cả đối với đời. Nhờ luật nhân quả mà giúp cho cái cõi đời được yên bình, được thạnh trị. Bởi vì nhờ luật nhân quả mà những cái người làm ác họ không dám làm ác, họ không dám tham lam, họ không dám cướp giật. Tuy nhiên nói như thế chứ cũng có còn một tiểu số họ không tin được nhân quả, cho nên họ luôn luôn đứng ở ngay cái dành móng ngựa, và luôn luôn là phải chịu cái sự hành phạt của pháp luật nhà nước, phải bị cái cảnh tù tội. Vì vậy cho nên nhờ luật nhân quả mà giúp cho con người bớt được những cái thói hư tật xấu, an bình được xã hội, giúp cho xã hội tiến đến cái chỗ công bằng nhân đạo. Và nhờ được luật nhân quả giúp cho nhà tu chúng ta vượt mọi cái khó khăn thử thách trong cái cuộc đời tu hành của mình. Khi gặp cái điều gì khổ khó đến với mình thì mình hiểu ngay đây là luật nhân quả chi phối, cho nên chúng ta luôn luôn an ổn mà làm lành làm phải. Cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết rất rõ, chi cho bằng Ngài đã xác định hết sức là rõ ràng, tức là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ai thì đó là cái nhân, cứ bền chí có ngày thông thả là cái quả mà chúng ta sẽ đạt được, đến cái chỗ thông thả. Thông thả trong hiện tại là không có còn bị trói buộc, thông thả ở tương lai là mình ra khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi, thì không có còn vướng vào trong cái cảnh không già không bệnh hết ngày nào lo, không có còn vướng trong cái cảnh tam đồ lục đạo, không có còn bị xuống xuống lên lên trong dòng sanh tử luân hồi.